Cái gì? Thách cưới tập 200 triệu? Mẹ cháu bảo là nếu mà không có 200 triệu thì không được kết hôn ạ. Không được. Kìa bố. Bác ơi, mấy năm nay cháu cũng tích cóp được 120 triệu. Bác cứ cầm lấy số tiền này để thách cưới. Còn lại 80 triệu thì chúng ta cùng nghĩ cách được không ạ? Bác nói không được là không được. Bố. Bố cái gì mà bố? Mày không có tí liêm sỉ nào à? Thách cưới gì tận 200 triệu? Nhưng dù sao cứ cũng... Không có nhưng nhịn gì cả. Tao nói cho mày biết nhá. Bây giờ ấy, mày lấy người yêu mày về, sau này nó làm vợ mày, nó phải chăm lo cho mày, cho cả bố, cho cả con của chúng mày. Đến hết cả cuộc đời này, thách cưới có 200 triệu, hơi quá rồi còn gì. Là bố. Thách cưới con dâu của bố, 200 triệu như thế là quá ít. À, đây. Đây là thẻ tiết kiệm của nó. Bố giao cho con. À còn nữa, đây là thẻ lương của công ty nó. Nó làm được bao nhiêu công ty giảm lương hết về đây. Con cầm luôn cho bố. À đúng rồi, ngày mai ấy, con đi lên trên ủy ban xã với bố. À, để bố sang tên cả cái nhà cho con luôn. Chứ để cái thằng này bố không an tâm nhá. Dạ, vâng bác. Cái gì? Con gọi bằng gì? Dạ vâng bố ạ. Con dâu ngoan, con dâu ngoan.